Dương Hiếu xin giới thiệu cho các bạn và quý vị biết đây là cây lan phi điệp, hay còn gọi trong sách thuốc còn gọi là cây thạch học thân thông, theo y học cổ truyền gọi là thạch học thân thông. Đó, đây thì cây lan phi điệp này sử dụng làm thuốc chủ yếu là sinh tâm dịch. Thứ nhất là dùng cho thể bổ về thận, thứ hai là bổ về phổi, thì chủ yếu là nó sinh tâm dịch cho cả nam và nữ. Thể nữ mà nói cho đúng hơn, của nữ trong quan hệ mà khô rát thì nên sử dụng cây thân cây và hoa phi điệp là nó tăng nội tiết tố cho phụ nữ. Đàn ông uống vào bổ thận lên thì có thận, nó cây này chữa trung hòa cho cả thận âm và thận dương. Đây là cây lan phi điệp, hiện tại bây giờ thì chỉ có ở trong những vườn lan, và đây là vườn lan của nhà mình. Và để sử dụng làm thuốc ấy thì nụ hoa là có dược tính chữa bệnh tốt nhất. Đó. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn biết về cái vấn đề chữa hen phế quản mãn tính. Uống vào, nếu mà đang thở khò khè như con mèo hen ấy thì uống vào tầm khoảng 2 đến 3 nhánh, dài tầm khoảng 3 đến 40 phân, giã nhỏ cả lá cả thân hòa với lại mật ong, một nửa ly nhỏ mật ong vào trong một cốc nước hoặc bỏ bã và uống trong vòng 15 phút thể sẽ thở dễ hơn. Thì ngày xưa ở Việt Nam ấy thì rất nhiều, thế nhưng mà bây giờ Trung Quốc nó mua cạn kiệt rồi, và bây giờ chỉ có ở trong các vườn lan. Và mình cũng là một người rất thích về hoa, và vấn đề nữa là các cây cỏ làm thuốc cực kỳ tốt mà không để phát triển với lại diện tích lớn nhiều, trồng rất nhiều để làm thuốc được, tại vì trị giá của nó trồng như thế. Thì nó có một cái là về bày thuốc, về trị giá thì nó thành cao giá tiền quá, nhưng người dân bình thường không sử dụng được. Cho nên là về cái dòng hoa phi điệp này thì nếu mà ai thích trồng thì có thể trồng một vài gốc ở nhà để chữa bệnh làm thuốc cho chính mình. Thì đúng ra là cây này thực sự ra là thuốc chữa bệnh rất tuyệt vời, vì ngày xưa Trung Quốc nó mua về nó để làm thuốc, cho nên là bây giờ Việt Nam mình đã hình như là trên rừng. Một là do tàn phá rừng quá nhiều, vấn đề thứ hai là trị giá về kinh tế, và lấy hoa về bán, lấy cây về bán ấy, cho Trung Quốc thì đã gần như hết rồi. Hôm nay thì mình cũng, đây là giỏ lan của nhà mình, và mình cũng quay cho các bạn biết là cái vấn đề chữa bệnh về cây lan phi điệp này là cực kỳ tốt cho thể bệnh, về hỗ trợ về sức khỏe cho con người, cho thể cả nam và nữ. Đấy, thì còn hoa phi điệp thì các bạn mà ngâm vào khỏe dương thì mình cũng ghi nhận được là vấn đề như thế. Trong y học cổ truyền gọi là thạch học thân thông, cái lan phi điệp này gọi là thạch học thân thông. Đấy, dòng thạch học về nó thì rất nhiều các dòng khác nhau, nhưng mà lan phi điệp trong sách y học cổ truyền gọi là thạch học thân thông, và phương pháp chữa bệnh thì cực kỳ tuyệt vời của dòng thạch học thân thông này. Đó. Nếu mà các bạn nào ngâm hoa thì cho vào ngâm rượu thì cả có một cái màu rất đỏ và đẹp, mà mình đây có ít thôi, nhưng mà mình ngắm hoa chứ mình không ngâm vì nó ít quá, không bỏ gì để ngâm cả. Đấy, đây là
thạch hộc thân thòng, trong giới chay lan gọi là phi điệp tím. Đây là một cây thuốc cực kỳ tuyệt vời, hoa rất đẹp. Thôi thì Lương Y Dương Trung Hiếu xin giới thiệu sơ qua về công dụng của lan phi điệp, gọi là thạch hộc thân thòng, để cho các bạn biết.